Thưa quý vị, những ngày sắp tới, miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng cao điểm của tháng 7. Đặc điểm của đợt nắng nóng lần này là thời gian nắng nóng kéo dài, nên nhiệt ban ngày không quá cao, nhưng mức nhiệt ban đêm lại duy trì ở ngưỡng cao nên cảm giác nóng trong đợt này khó chịu. Người dân cần lưu ý để có những giải pháp giải nhiệt trong những ngày cuối tuần. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn, vì vậy người dân lưu ý nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, từ ngày 6 tháng 7, nắng nóng gia tăng về cường độ, mở rộng phạm vi ở miền Bắc, nhiệt độ cao nhất có thể trên 37 độ. Tại vùng núi, mưa giảm từ ngày mai, nắng nóng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc. Cao điểm đợt nắng nóng lần này sẽ là các ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 7, với nhiều điểm nắng nóng gay gắt nhưng khó thiết lập kỷ lục nhiệt độ mới. Đặc điểm của đợt nắng nóng lần này là thời gian nắng nóng kéo dài, nền nhiệt ban ngày không quá cao, nhưng mức nhiệt ban đêm lại duy trì ở ngưỡng cao nên cảm giác nóng trong đợt này khó chịu hơn. Người dân cần lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn trong điều kiện đặc biệt như là mặt bê tông, đường nhựa. Trong giai đoạn từ nay cho đến hết tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2023, ở các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn còn khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng, mức độ gai gắt, đồng nghĩa với ít mưa, và nếu không có nguồn nước mưa bổ sung thì khả năng các hồ chứa thủy điện Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ trong tình trạng thiếu nước kéo dài. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng, người dân cần hạn chế tối đa tiếp xúc với ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động mũ nón kính quần áo rộng thoáng mát và thấm mồ hôi sử dụng thêm các loại kem chống nắng